Hello cả nhà. Hôm nay chúng tôi Abalony đang tới chỗ khu Villa đang cá. Bây giờ chút xíu nữa mình sẽ lên xuống. Dạ vâng. Rồi cứ em coi gì chưa? Em chưa bao giờ đi chỗ này nhưng mà em đã nghe tới chỗ này, em nghe nói chỗ này đẹp lắm. Đúng rồi. Chị đã đi chỗ này được khoảng 3 năm trước rồi, bây giờ mình sẽ đi lại á. Coi cái đó có thay đổi gì không nha. Đúng không? Cái này nó ở đâu không? Ở đây trên. Ở đây vô. Trước khi mình lên xuồng mình phải đeo ốc phao vô. Đúng rồi, lỡ như bạn có chuyện với chị thì áo phao rồi. À, nó xiết vô luôn á. Nói về tôi sẽ nói về đây đây. Đừng quá mập để mặc cái này. Chưa nói về đây. Ao, đeo ốc phao. Thôi nói được rồi. Cô đi. Thôi nói với cháu không mình chịu được. Cầm tay được mà. Rồi, bây mình an toàn rồi. Lên xuồng nè. Rồi đi đi. Rồi các bạn ơi, sẵn sàng nha. Chính này xuống xuồng thôi. Em chỉ đợi lên xuồng thôi. Đây là lần đầu người dân ăn thưởng nơi cũng hay lắm. Các bạn có bao giờ đi xuồng chưa? Nhớ comment below cho Bi bạn Anthony biết nha. Bây giờ xuất phát nha. Let's go. Được. Rồi, được rồi. Rồi đi. Ở đây cho nó cái cảnh mình trồng hàng lấy ra thấy nó được không? Tiền cảnh đó. Được. Thì dây đậu vô, dây đậu ăn bên đó nha. Đi bên đây nè, đi qua đây nè. Cô ơi, giờ cô chèo từ tới lướt qua thuyền để giúp con nha. Đu đi luôn. Để đó tôi đi show. Tóc vô chúng mua. Mua đi, chúc mua đừng tao tiền nha. Sau khi làm việc cực khổ thì chúng ta cần làm gì nè? Chúng ta phải ăn thôi để có sức để quay tiếp. Đúng rồi, có cần phải vượt lịch đạo. Nên giờ ở đây đặc biệt là Thái Lộn nó bán đồ ăn nè. Vô tới khu vực này là có quá thì xuồng bán đồ ăn luôn, đồ ăn có nè, nước có luôn. Xuồng cũng có vài lưu niệm nữa. Rồi các bạn ơi, mình sẽ ăn gì nè? Ở đây. Sát vô em luôn. Lui lại xíu chị. Lui lại. Chị sẽ ăn Hậu, Hậu đặt cả cái nồi đó nha. Hậu đặt cả cái nồi đó. Ừ. Đó là khoai lang hả hay là gì? À sưởi hả? Chị có lên không chị? Chị lên uống nước này không? Các bạn ơi, đã tới nơi rồi. Và đã qua hết ba cái rộng. Thì bây giờ Ngươi đang ở trên một cái chỗ có thể ăn uống. Tại vì có mấy cô bán đồ ăn. Nó giống như chợ nổi vậy á. Chợ nổi. Nó cũng có nhiều đồ ăn lắm. Và Ngư đã ăn hết ba cái quýt. Nói chung là cái gì Ngư cũng thích ăn hết á. Quay khán giả anh em. Dê qua dê lại nha chị. Không, tụi nó xuống được không? Phải có người mà, cái chú kia đâu? Không, không được anh Khánh ơi, phải có cái chú trên xuồng mới được. Còn hát bài đó đó. Bài mới tức thì á. Quê hương của tôi như những khúc ca vang vọng im im mùa thu. Bên đỏ nhiều mà. Ở trong này người ta có sợ Covid không? Sợ đâu vậy? Đúng thế em đó. Kiếp đang đi quay ở Ninh Bình. Còn Ngư đâu? Không, đợi nón con, đợi nón, nắng quá. Ngồi chơi thì đợi nón. Đúng rồi, đấy. Wow, đẹp giá mà. Anh dừng luôn á. Anh dừng luôn á. Lấy hả? Lấy giúp anh đi. Đẹp quá, cậu ơi. À. Ai thích đẹp lắm này. Mình còn cái hang nữa phải không chị? về mình sạc pin nha. Năm của tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm của tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm của tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm của tôi đã làm gì cho những mối quen về mình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trung thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần vẫn lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện đã cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì?